Ê, cái gì đây? Ơ kìa. Tao đi ghép cặp lại như giết thế em nhỉ? Ui, này là thực sự là mình đi ghép cặp các bạn nhá. Này là mình đi ghép cặp em nhá. Mình gặp thanh niên này mình nghĩ là khả năng là xem clip của mình nhiều, xong bắt đầu copy like này anh em, copy like thằng bèn bót này các bạn. Trời đất ơi. Đặt tên là gì đây? Ngọc Nhi 8421 a. Ai chà chà. Nay tự dưng chủ tịch giả bot lại đi gặp thanh niên giả bot cúng anh em ạ. Mình nghĩ là khả năng là bạn này chắc là cũng xem video này của mình này bạn, đâm ra là cũng kiểu cosplay play giống mình này để đi ghép cặp này anh em, không biết là có phải là thách đấu luôn không. Thôi em nhá, mình sẽ đi nhảy lẻ đi. Mình tiếp tục với chương trình là đi nhảy lẻ. Em sẽ ui xanh xa thế mà nhở, chuyển cây này tách lẻ ra này. Mình tính là thôi bỏ đi, khu xanh này mình không bắn được. Mấy cái khu mà kiểu nó xa xa cũng được bay quá, với lại là kiểu cái khu bến cảng lút đổ nó hơi khó nghe. Mình đi muốn lút đi kiếm cây ca mà lút mình nghĩ lại cái khu đấy mình nghĩ mình chỉ ngộp quá, thế là thôi bỏ em nhá. Chạy ấy lụm anh em ơi, một tem luôn anh em ạ, một tem luôn anh em ạ. Mà đây là hoàn toàn là đi kiếp cặp luôn nhá. Chỉ bạn nào mà xem clip của mình là biết là mình làm clip mình không bao giờ mà kiểu lên kịch bản cái thứ đâu anh em. Có sao là chơi vậy, có sao là dứt vậy à bạn. Này là hoàn toàn là đi kiếp cặp mà mình gặp, mình nghĩ là khả năng là bạn bạn kia là cũng là chủ tịch kiểu giả bot rồi anh em ơi, giả bot xuống mình đó. Có phải là giống đồ mình là mình hiểu luôn rồi bạn. Rồi 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 chứ đã. Để cái huy săn bạn. Lấy cái huy săn cái đã. Dưới đây có con nhau này. Dưới con nhau lại. Bóc mũi cái nhẹ đã. Cho hôi của ok trời ơi. Hai thằng lớn mà sấy dưới sấy tách đam như thế nó không chết được đứa nào kìa. Từ chuyển sờ clear anh em không biết tới không ta. Cách 100m. Ok tới rồi. Ấy. Này, ngó ra bắt tâm cái nhẹ mà lại thôi để mình che chủ để xuống hôi của cái nhẹ em nhá. Ok hai bạn kia chết à? À không, vẫn còn trường thanh niên này như cũng giả bóc cho mình kìa bạn. Số 2 kìa, số 1, số 2 lính đan đi gặp Nhi này là dở đấy bạn ơi. Ú, bọn nó bắt nhau đi két cái ấy. Trời ơi, giúp tâm thằng xa anh em. Giời ơi, ok á. Rồi chúng két. Ui giời ơi. Cứ thế để lại cái quả circular phát đấy. Ê, bậy nha. Sặc, ok á. Đấy nó không ra, nó bắn cố mình bạn. Rồi, đây, thẳng anh em. Nó ra, ấy. Ui, xịt. À đủ đặt nó kêu thì người chủ tịch là bot ạ. Ê ây chà, các bạn hãy đi tẩy não pha vừa rồi đi anh em nhá. Anh em giả vờ không thấy pha rồi anh em nhá. Ok, ôi dồi thì này thạch đấu thật anh em ơi. Mình đoán ngay là thanh niên này copy play mình mà bạn, giả bot giống mình mà. Ui dồi ôi thách đấu này, cầm skin súng sạc đây anh em. Skin súng sạc này skin gì nhở? Như là tăng hai vạch tốc độ thay đạn thì phải. Ui, nó ngỡ. Hay quá bạn ơi. Bây giờ ước gì bạn là chủ tịch giả bot này cứu mình thì tốt biết mấy anh em ạ. Mà mình biết chắc chắn là bạn sẽ cứu mình rồi. Mà mùa này bạn này à đúng rồi, nay đầu tháng em mình đã bảo thắc lắc mà sao nhìn cái điểm huy hiệu thẻ vô cực thì nó khác thế. Thì ra là bây giờ là tháng 5 rồi. À mà các bạn xem video này của mình thì đừng tiếc chỉ cho mình một like và một comment dưới các bạn nhá. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm nhận nút đăng ký kênh, bật nút chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. Đấy rồi. Nhìn là biết bạn này cứu mình rồi bạn ơi. Thôi để mình sẽ đi cùng bạn số 2 em nhá. Này là kiểu là chị em song sinh này em ơi. Tự dưng lại đi ghép với cặp, lại bắt cặp chị em thất lạc này là chết rồi bạn ạ. Cũng được. Bạn Nhi đợi tôi, bạn Nhi đợi tôi. Ý, bạn Nhi đợi tôi. À đâu, chị Nhi đợi đan, chị Nhi đợi đan với. Trời ơi, chị em mình là phải xong kiếm hợp bích đi cùng với nhau. Như kiểu là chứng chắc với chứng nhị vậy ấy. Thay vì là mình cầm voi thì mình sẽ cầm súng. Ui trời ơi. Mà tại sao chị Nhi lại không bắn súng sắc để bắn AC80 nhở? Ý là chị Nhi phải kiếm luôn quả skin AC80 bắn cho chiến chứ. Mà giá như chị của chuyện này mình cầm KZ thì nó sẽ hợp lý hơn anh em. Tự nhiên có ốc tí thấy cái à đây. Ui giời ơi, thank you chị Nhi nhá. May quá mình hỗ trợ chị Nhi kịp thời. Chết rồi. Đây hỗ trợ Nhi mất ấy. Bình tĩnh chị Nhi bình tĩnh. Ơ kìa, chết chị Nhi giá. Chị Nhi có phải sẵn có tí cứu này không sao. Bên đây em đang làm xong rồi chị Nhi ơi, chị Nhi cứ việc bắn bên đấy đi. Nha, mình chạy qua mình gặp lên này để ngó mình bắn sang bên đây luôn này. Phải cái xe máy vãi. Cái thằng nào nó dựng cái xe máy đấy tưởng người anh em. Ôi thằng kia nó chạy vào trong nhà. À hình như là nó tình cứu bạn ạ. Tưởng mình chạy đây gặt giò cái đã. Hãy cảnh giác. Vinh đồng đội cảnh giác bắt này. Đồng đội
ngó lên 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 trời cái anh em. Nhìn thấy nó chạy vô nhà cứu, khả năng là nó sẽ cứu đấy. Không có giảm thanh ta. Mình bắn giảm thanh không có bắn scam không, không giảm thanh không chịu thật. Ô, không đưa đứa nào nó bay trên trời ta. Khả năng là thằng kia nó không có xu cứu rồi bạn. Ra quét không biết có đây. Như là cái thanh niên vừa rồi nó chạy vô nhà. Ô, nhìn giống như là chủ tịch là boss lúc nãy vậy game. Anh chả thế này. Ôi, bạn này giả bot rồi anh em ơi, mặc đồ bot rồi lạng lách đánh võng ghê lắm. Lấy góc nguy rồi, lấy góc bắn lúc tâm này xưa rồi anh em ơi, bắt bài ngay. Ơ kìa, cần phải đặt thêm một keo thế không? Ây, này là chủ tinh giả bot thật rồi bạn ạ. Chạy nhanh kìa, lách chuyên nghiệp phết đấy. Ô, sao mà chạy nhanh dữ ta. Ui, bình tĩnh nào. Nó ke me cửa sổ ngay mà. Biết ngay là me ngay cửa sổ mà, nhưng mà lách ghê. Nhưng mà gặp phải linh đan bot thì bạn đen rồi. Chủ tịch giả bot này còn gặp cả linh đan giả bot thế này, gặp thêm Ngọc Nhi giả bot thế này thì chết rồi bạn. 4 kill xương xương rồi này. Thì mình tranh thủ mình đi shopping tí, tí keo đã anh em. Ô, bên đây có đứa nó đang cứu này. Thôi xong rồi, có kill. Thôi thủ mời, ít đâu, thôi xong rồi, ít đặt quả keo chặn lại. Đứng trong đây, hé, chà chà. Thì chị gái nằm bó làm gì đấy bạn. Hello, nghe có tiếng khác chạy lại nha. Từ từ, giết gái tí đạn, ý, xịt. Quả bóng kêu với cái xe mất hai quả kêu mình rồi. Circular nè. Đỡ làm sao mà được. Làm sao mà đỡ được nữa. Thì tính chạy vào đây làm gì đây. Không biết nữa anh em. Ui có một cái VSMB mà đẩy láo thật mạng. Nhưng cái sao không gì đúng không. Trên đồi có một đứa kìa. Ui sổ. Tôi chỉ cả hai này thì chịu rồi bạn ơi. Một độ cảm giác là hơi tạ mạng. Cảm giác như kiểu hai đứa mình ghép phải rank nguyên hàng với rank bạch kim ấy. Được đứa trên đồi đâu ta. Nhi ơi, chị Nhi bắn ai vậy? Đợi em với. À, đây, thấy rồi. Mày bắn Nhi ta mày. Rồi ôi. Hình như nó cầm áp đúc thì bạn rồi. Ủa, ngó ra tóc bọn ghê phết mà trước mặt có người luôn kìa. À đây, thấy rồi. Đợi em, ui xịt. Chưa đổi có người nữa. À, chà. Pha này là mình đang bị kẹp ba hướng nha em nhá. Ừ, vân vân coi. Đồng đội bắn bên trong kia cũng có người là bốn hướng luôn kìa. Bãi trước mặt sau lưng trái phải đều có luôn anh em. Bây giờ mình phân vân là mình lên đẩy hướng nào giờ ta. Mình nghĩ là mình lên co ve cho chị mình đi anh em. Co ve cho chị Nhi mình đi. Mà có đứa nó bắn xuống tỉa đây, nó vẫn còn đá đây bạn, nó chưa đi này. Ấy công chuyện mày luôn rồi, thằng này như nó nhảy dù xuống nó lượm được cây. Ơ à, mình nghe nó tính nó tục ca. Nó tục ca mời, Sclur nè. Đỡ làm sao mà được nữa bạn. Sao mà đỡ được nữa. Rồi ơi, đâu rồi. Có một ca chết thôi dẹp luôn đi. K2 chết thì dẹp luôn khỏi bắn mạng à. Clip trước thì nhiều bạn bảo là nâng ca 3 chip bắn này kia. Và thực sự là như này, là nâng ca 3 chip nó đổ súng đi rất là delay nha. Các bạn thử vô huấn lên các bạn bắn thử đi. Giữa hai khẩu 1 chip với lại là hai khẩu 3 chip anh em bắn là cảm giác đổ súng. Ok, KSQ cái nhỉ anh em. Đúng rồi bạn, sổ đông nha. Các bạn hãy thử 7, thử hai khẩu 3 chip với hai khẩu 1 chip là nó sẽ khác bọc nha em ạ. Đi sau lưng nữa. Úi sổ ôi, hơi đông nha. Khu vực này đang là hơi đông nha anh em. Hơi đông tiểu rồi. Ê, nghe có tiếng đuôi cắp bên trầu nữa. Chỉ nghe đông của ta. Từ đâu mò về đông vãi. Chưa, ê, xịt. Cái sau lưng nó, ui, đông anh em ơi. Chị Nhi ơi, cứu em đan. Từ bơm máu cái nhẹ đã bạn. Giác khu này đang hơi bị đông. Ui, chị Nhi lại còn hết sọt cái ai nó kiểu gớm người ta. Ở trên đầu mình có đứa nó đang ở trên nóc anh em ạ. Thì bo thôi bạn. À, đây, nghe tiếng trong nhà. Ping cho chị Nhi phát anh em. Đứa trong nhà đâu ta? À đấy, sồi người. Ngồi quay tay ở chiến đấy, còn một đứa sau lưng nữa à? Ô, thế là hai đứa này tên lẻ em ơi. Ê, á, thầy biết này. Ê, mình biết ngay nó chạy vào máy cứu mà. Ok á. Ui dồi, ôi. Nhìn thấy cái chữ bị hạ là hiểu luôn rồi các bạn. Rồi xong rồi, game này lại bị easy đó bạn. Top 1 lại nằm trong tay rồi. Đúng là chị em song sinh kiểu cầm súng đi bắn giặc, đánh giặc thì nó sẽ gắt. Ê, chị Nhi ơi, chị vô đón bắn em. Ê, bắn tèo mày. Trời ơi, thôi xong luôn rồi, chị Nhi cho đi bay màu rồi bạn. Còn hai viên cuối ất. Đây. Anh đang bảo hai viên cuối có nữa. Ê, bậy nha. Circular nguy hiểm phết anh ạ. Như nào đến bạn. Ui, còn có hai quả keo à. Bây giờ mình lên đẩy tin lên là quang lụ đã chơi nó này bạn. Mình sẽ để cho chị Nhi mình cover mình tầm sau anh em, mình sẽ đẩy lên mình chơi luôn. Wow, chị Nhi hãy cover em. Đó, cấu đam nó, bây giờ mình sẽ đẩy sát thủ tiên luôn, quăng lựu đạn luôn bạn. Bóc một nằm trong tay. Là ở đây chứ đâu anh em, lựu đạn này, đỡ đi. Sao mà nó đỡ được nữa anh em.
lì xì bonus quả ở góc đây thế này. Được, sẽ cài mình thách đáo anh em. Đấy, cài ba của mình. Đây sẽ chạy vào đây. Bắn cho nó sẽ lắc cái kiểu. Bắn được rồi chứ đã. Sổ đồ xong rồi. Ôi, ôi. À, kim tâm thằng cục kia. Trời ơi, chị Nhi ơi. Ai thằng này chị Nhi không ăn được nữa thì thôi đấy. Nào, đừng có đẩy tràng. Thôi xong. Ui giời, thôi. Vây keo tròn lại chị Nhi vây keo tròn lại đứng. Ui giời ơi. Mất cái tâm một oan rồi. Nhi ơi, trời ơi. Ui giời ơi. Mất oan cái tóc một luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Trời đất ơi, chị Nhi ơi. Hai chị em mình song sinh như thế này là chết rồi. Sao chị Nhi không vây keo tròn lại trong khi chị Nhi còn có 10 máu mà nó cầm súng xa cả chị Nhi. À, thì thôi, chứ là video này của mình cũng xin kết thúc tại đây thôi. Mọi người xem video này của mình thì đừng tiếc cho mình một like, một share bên dưới. Và nhớ là đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nha. Chào mọi người nha, bye bye.